Thanh Thảo xin gửi chào tới ngồi đến quý vị khán giả đang xem chương trình Net Việt TV. Chào mừng quý vị đến với show Bí ẩn vận mệnh. Và một lần nữa, mời quý vị gặp gỡ vị khách mời đặc biệt của Thanh Thảo, thầy Billy Phạm. Thanh Thảo xin gửi chào đến thầy Billy. Thầy xin chào Thanh Thảo và chào quý vị khán giả của chương trình. Dạ, trước khi chúng tôi vô show á, cho anh Thảo chia sẻ tí xíu này, nó hơi vui vui tí xíu. Hồi kỳ mà mình chiếu những cái show trước á thầy, thì Thanh Thảo có đi ra ngoài, có gặp một cái cô đó, ở Costco á, cái cô chặn Thảo là Thanh Thảo, trời, hồi trước cô hay xem Thanh Thảo ở cái show về pháp luật, mà gần đây á, Thanh Thảo có nói chuyện với thầy Billy Phạm á, cái này cô nói thiệt nghe, trong đầu cô cứ nghĩ rằng là một cái ông thầy phải là hơi lớn lớn nè, hơi đeo cái mắt kiếng nè, rồi bận cái áo dài đen nè, sẽ là một cái ông thầy giống như là mình ngày xưa mình coi ở mấy cái vở kịch vậy đó, mà đâu có ngờ thầy Billy trẻ như vậy mà có thể nói được chia sẻ được những cái điều bí ẩn rất là hay, rất là cao siêu. Thầy nói, cô nói như vậy thì nói thật đó cũng là cái cảm giác của Thanh Thảo. Thưa quý vị, thầy Billy rất là trẻ, sở dĩ mà thầy có thể mang đến cho quý vị những cái chia sẻ này, không phải là vì cái khả năng của thầy không, cái duyên của thầy không, mà thầy có đam mê nữa. Khi mà Thảo làm việc với thầy thì rõ ràng Thanh Thảo thầy có nhìn ở thầy có một sự đam mê tìm hiểu về phong thủy, về những cái vận hành trong cái cuộc sống của mình, cho nên thầy mới có thể chia sẻ được nhiều như vậy, có đúng không thầy? Đúng rồi, thì cái này là bắt nguồn là từ đam mê. Dạ. Nhưng mà ngày xưa thì thầy cũng nói sơ là gia cảnh của thầy thì nói chung là cũng thuộc trung bình khá. Dạ. Nhưng mà ba thầy thì con trưởng đó. Dạ. Thì cũng thuộc hàng phá gia chi tử. Có những phá trơn, thì tới phiên thầy thì nhà không có còn tiền, cũng còn gạo. Dạ. Rồi cái mới bị trường đuổi học. Ừ, rồi dạ. Mới thì em biết mà nhỏ nhỏ Việt Nam là trường mà đuổi học mà mời phụ huynh thì biết sao không? Là hay đi ra mấy đồng quê rồi leo đồi leo núi hái trái cây vậy đó. Dạ. Thì vô tình gặp thầy của thầy. Dạ. Thì thầy của thầy mới dạy cho thầy cái môn này. Oh, dạ. Nhưng mà lúc đó đó thì nhà của thầy á là ba thầy là được chi của rồi. Dạ. Xong cái dọn vô cái nhà đó quỷ không à. Bơ thầy là đạo công giáo. Dạ. Ba thầy không tin, nhà cũng không ai tin á, nhưng mà khi mà sửa nhà đó thì đi lên trên cái gác đó là 5 người thợ. Yeah. Bà cô của thầy là bà cô không có lấy chồng. Yeah. Rất là tín ngưỡng về đạo, cho nên bà cũng không tin chuyện ma quỷ. Yeah. Thì bà chuẩn bị 5 cái chén, 5 phần cơm cho 5 người thợ. Yeah. Cái bữa trưa gọi xuống, anh mấy anh ơi xuống ăn. Yeah. Thấy có 4 người xuống hả? Ủa còn người đâu? Yeah. Thì mấy ông thợ nói không, tụi tôi lên có 4 người à. Là lúc đó bà biết rồi. Yeah. Bà biết có chuyện rồi. Thì nhà mình thời đó là biết mấy giặt mấy sấy á. Yeah. Là chỉ có mấy giặt thôi chứ làm gì có mấy sấy. Cái thời đó mà thời xa xưa mà. Yeah. Thì đâu có hệ thống nước đâu. Là thế là phải đào mấy cái hố bi á. Yeah. Là đào lên là ông thợ ông nhảy lên liền. Ông nói không được rồi anh ơi. Mà lúc đó ba thầy giấu ở nhà. Yeah. Thật sự là dưới đó có mấy bộ hoài cốt. Yeah. Thì ông giấu cho tiền thợ đem đi đâu làm gì làm đi. Yeah. Ông không cần biết. Yeah. Là khi mà dọn về là 2 tuần sau là bà cô của thầy bị stroke. Yeah. Stroke nặng luôn. Bán thân bất tội luôn. Rồi má thầy thì tự nhiên phát hiện ra là túi mật trong gan, trong rồi sỏi thận. Nói chung là bao nhiêu cái bệnh mà không bao giờ mình nghĩ tới là nó nằm trong đó. Và nó phát một cách bạo tàn luôn. Yeah. Không buôn bán gì được hết. Mà em biết phụ nữ ở Việt Nam là gì? Là cái người có cái duyên buôn bán. Yeah. Là nhà bị ngắt ngay cái nguồn tiền liền. Yeah. Là thấy xuống thấy rõ luôn. Yeah. Rồi là thầy bị mời phụ huynh. Rồi từ đó sao dê có thêm ông thầy. Là cái như là thầy sao? Thầy... cái duyên đó, Thảo nghĩ đó, có nghĩa là cái hoàn cảnh nó đưa đẩy mình để mình có một cái duyên, rồi thầy lại cũng đam mê và yêu thích nó, và thầy phát triển, và bây giờ thầy có thể có biết được những cái vận hành mà Thảo thì không giỏi về cái hiểu về vấn đề này, nhưng mà khi nói chuyện với thầy á, giống như mình mở mang thêm kiến thức thưa quý vị. Thì ngày hôm nay thưa thầy, Thanh Thảo có câu hỏi như thế này. Ở show trước chúng ta có nói về vấn đề mà mình mua nhà, thì trước khi mua nhà mình nên gặp thầy địa lý như thế nào. Thì bây giờ đặt ra câu hỏi như thế này, tôi đã mua nhà rồi và tôi bước vào căn nhà thì tôi mới gặp được thầy phong thủy, và thầy nói với tôi là căn nhà này á là căn nhà không có tốt, như lời thầy chia sẻ dùng cái từ là sát chủ. Thì bây giờ tôi đã vào rồi thì tôi phải làm sao? Thì nếu mà trường hợp đã dọn vào căn nhà sát chủ đó thì luôn luôn có cách hóa giải. Dạ. Quý vị phải nhớ là bất kỳ cái gì cũng có cái cách để mà hóa giải hết. Dạ. Thì nếu mà gặp nhà sát chủ đó thì thầy sẽ trước tiên là thầy sẽ đo hướng của cái nhà. Dạ. Và thầy có cái bản, thầy lập cái bản vẽ của căn nhà. Thì thầy lập trên máy của thầy.
thì sau đó thầy phân cung điểm hướng để thầy biết đông tây nam bắc như thế nào. Yeah. Rồi thầy sẽ cho khách gieo một cái quẻ gọi là quẻ dịch. Trên quẻ dịch đó thì tại vì quẻ dịch là nó thuộc về kỳ môn động giáp, là nó có 8 cái cung trên đó. Thì có một cái hào gọi là hào quan quỷ. Yeah. Cái hào đó sẽ cho mình biết quỷ thần nó động ở phương nào. Yeah. Thông thường á, ví dụ như là quan quỷ tị hỏa nhưng mà hỏa lại bị xung phá khắc chế, thầy nói liền nhà không có bàn thờ, hoặc là bàn thờ để sai phương vị. Yeah. Cái người khách ngạc nhiên liền nói, ủa thầy, đúng, em đạo công giáo, nhà không có bàn thờ. Yeah. Thì thầy mới nói thôi, bây giờ nếu mà trường hợp đạo công giáo không có bàn thờ thì thầy sẽ sắp xếp nội thất trong nhà lại một chút xíu. Yeah. Để giống như là quỷ thần người ta không có vỡ mình. Yeah. Thì nói đạo công giáo thì không tin quỷ thần. Yeah. Thì thầy nói không sao em, cái vấn đề quỷ thần là tại vì trên bát quái người ta thể hiện như vậy thôi. Yeah. Nhưng mà ở đây quỷ thần ở đây của mình có nghĩa là sự sắp xếp không hợp lý. Yeah. Thì thầy sắp xếp căn nhà lại một chút xíu. Yeah. Thì cũng giống như là thầy cho đặt thêm một cái bếp. Yeah. Thường thì người ở đây mình rất là ngại nấu ăn trong nhà. Yeah. Tại vì cái đồ của Việt Nam mình nó rất là hôi. Thì yeah. sẵn tiện thầy mới đặt thêm một cái bếp ở ngoài sân sau. Yeah. Và thầy cho có mái che đàng hoàng. Yeah. Quý vị nhớ nha, bếp là phải có mái che. Bếp mà không có mái che mà để ngoài hiên đó mà nước mưa xuống đầu ông táo là phá tài cũng như bệnh dữ lắm á. Oh. Nhiều vị không để ý. Dạ. Yeah. Thì đó là cái cách hóa giải của thầy. Yeah. Hoặc là thầy dựa vào quẻ để mà thầy nói, ô cái nhà này á, chủ thì quái vận là kim. Yeah. Mà căn nhà này thì quái vận là thuộc hỏa. Hỏa thì đương nhiên nó khắc kim rồi. Yeah. Cho nên thầy mới tìm cách thầy bình quân cái khí của căn nhà lại. Là thông thường là thầy sẽ cho dùng thủy pháp. Yeah. Thủy pháp có nghĩa là một bức tranh nước. Yeah. Hoặc là một cái phao tần nước. Thầy đặt yeah. ngay cái phương vị tài. Yeah. Để làm chi? Khi mà tiền vô thì những cái chuyện mà nhỏ hao tài hay là hoạn nạn này kia nó có tiền để nó cover. Yeah. Thì cũng là một cái cách hóa giải. Yeah. Chứ thầy không có kiểu mà xấu chỗ đó thì mình đi tìm cách hóa giải xấu chỗ đó. Yeah. Có nghĩa là mình biết nó xấu mà mình cứ đè mình tẩy nó đi thì yeah. những cái chuyện khác mình không lo thì mình yeah. lại mất đi cái lọc khác. Yeah. Thầy là chủ trương tiền nhiều giải quyết mọi vấn đề. Dạ, yeah. Nghĩa là khi mà thầy đến một căn nhà nào đó mà gặp vấn đề thì thầy sẽ tìm cách cân bằng như thế nào đó để hóa giải, để mà gia chủ trong nhà không có bị khập khiễng trong khiển. trong cái vấn đề mà vận hành khí trong nhà. Thầy đúng ha, là về trong trường hợp, dạ nhau. Trong trường hợp mà thí dụ như là trong nhà có chồng, có vợ, có con thì bây giờ mình có tính là căn nhà đó nó có cái thích như thầy nói là có kim nhiều quá hay hỏa nhiều quá gì đó thì nó khắc, lỡ như mà nó khắc người này nó thuận người này thì sao thầy? Thật sự bát quái thì nó chia ra tiểu quái và đại quái. Dạ. Đại quái là căn nhà. Dạ. Còn tiểu quái là từng phòng. À. Thì cái cổng cửa chính của nhà của mình thì lúc nào cũng phải là vượng khí các khí tới. Thì dạ. có nghĩa là trong nhà sức khỏe tốt, tiền bạc nhiều. Dạ. Rồi trường hợp cổng cửa chính không tốt thì lúc này mình lấy cửa phòng làm chánh. Dạ. Và lúc đó mình sẽ biết cửa phòng là thuộc kim mộc thủy hỏa thổ thì mình phối cho nó phù hợp chút xíu. À. Cho với cái người tuổi trong cái phòng đó. Dạ. Thì thầy thấy đa số là ở đây thường hai cái phòng phụ là nó hay giáp ranh với lại cái bathroom. Dạ. Thì cố làm sao để mà đừng có ảnh hưởng đến người con trai hoặc người con gái, nhất là đang trong cái giai đoạn mà 16, 17, 18. Dạ. Tại vì khi mà phòng ngủ mà gần restroom á, là dạ. dễ bị ảnh hưởng về vấn đề tình cảm cũng à. Như là tiền bạc. Dạ. Còn về phương vị người chồng thì lục bạch kim tinh là đại diện cho người chồng. Dạ. Nếu mà có restroom nằm trên đó thì người chồng dễ bị trăng hoa. Dạ. Hoặc gia đình hay bị tai tiếng. Dạ. Thì thôi, nhiều khi thị phi tai tiếng chứ tránh đỡ hơn cái chuyện khác. Dạ. Đó thì đó là cái cách hóa giải của thầy. À, thầy cho Thảo hỏi một câu cuối trước khi chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay, là thí dụ như là mình có nghĩ rằng là tôi ở cái tuổi đó rồi tôi vào căn nhà đó thì tôi có phải là tôi ở phải ở một cái căn phòng nào đó, hướng nào đó thì nó mới hợp với tôi hay không, hay là mình cứ vào nhà thì mình cứ chia căn phòng này nó phù hợp với gia đình này, căn phòng này phù hợp với cháu này hay không thầy, và cái màu sắc của căn phòng nó có ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta hay không? Thông thường đó thì nói về màu sắc thì thầy khuyên là trong nhà sơn một màu thôi, đừng có sơn yeah. nhiều màu quá. Yeah. À, tại vì sao? Cổng cửa là nó ảnh hưởng nhiều nhất. Yeah. Cho nên quý vị có sơn cái phòng màu gì đi nữa nó cũng không thay đổi được địa lý của căn phòng. Yeah. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ nhì á, là làm sao trước hết là phải phù hợp. Yeah. Có nghĩa là vợ chồng, nhất là vợ chồng trẻ thì ráng ở phòng master đi. Yeah. Chứ đừng có ở phòng phụ. Tại vì phòng phụ không có restroom. Yeah. Nó bất tiện nhiều thứ lắm. Yeah. Phong thủy đâu chưa có thấy tốt nhưng mà thấy bất tiện rồi. Yeah. Rồi, thì bây giờ thầy đã nói rồi, thầy đã phân đại quái tiểu quái rồi. Dạ. Thì cứ như vậy mà làm thôi. Dạ. Bây giờ vợ chồng trẻ dọn vô phòng master. Dạ.
cổng cửa không hạt yeah. của cái phòng không hạt dễ lắm. Thầy lại dùng thủy pháp, thầy yeah. là chỉ có một chiêu thôi, thủy pháp thôi yeah. là thầy để một bức tranh nước yeah. cho đúng phương vị, cho dù là cổng cửa phòng không tốt nhưng mà khi mà dùng thủy pháp rồi thì tiền bạc vẫn vô yeah. và hôn nhân vẫn hạnh phúc yeah. còn những cái chuyện như thị phi hay những chuyện ngoài lề thì đương nhiên rồi, cái đó là cuộc sống mỗi ngày. Dạ đúng rồi. Nếu mà không xảy ra những chuyện thì không phải là cuộc sống. Dạ đúng. Dạ cảm ơn thầy rất là nhiều. À, không biết quý vị cảm giác như thế nào, nhưng riêng cá nhân Thanh Thảo khi mà trò chuyện với thầy Billy trong cái show ngày hôm nay á, thì rõ ràng chúng ta cảm thấy rằng là bất cứ chuyện gì xảy đến chúng ta có khi là tốt cũng có khi là xấu, nhưng nếu mà mình hiểu biết như trong vấn đề phong thủy ở show Bí ẩn vận mệnh này thì đều có một cách nào đó để mà thầy hóa giải một cách nhẹ nhàng, để mà gia chủ, để mà chúng ta có thể an tâm chúng ta sống. Thì nếu mà quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề phong thủy, về vận mệnh, về bất cứ một cái gì về địa lý thì quý vị đừng ngần ngại, có thể email về cho Thanh Thảo, gọi cho Thanh Thảo, liên lạc với Thanh Thảo qua số điện thoại cũng như email đăng hiện trên màn hình. Tất cả những câu hỏi đó Thanh Thảo sẽ mang ra và gửi cho thầy Billy Phạm để chúng ta có những câu trả lời có thể phù hợp với hoàn cảnh của chúng ta. Thanh Thảo cảm ơn thầy rất là nhiều để đến với chương trình hôm nay, và chúng ta sẽ hẹn gặp một chương trình khác. Thầy xin chào Thanh Thảo cũng như là quý vị khán giả của chương trình.